Nhiều người nghĩ làm giường tầng là ok nhất, và rồi bạn nữ sẽ bị đánh thức mỗi ngày, có khi bị ngã do cầu thang quá nhỏ ấy chứ. Nam nữ ở chung à, cùng xem nhé. Dùng khung thép làm tầng lửng rất bền và bảo vệ môi trường. Phân chia ra hai màu, màu xanh cho con trai, màu hồng cho con gái.